Ngọc Nữ xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón xem chương trình Điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày 19 tháng 3 năm 2024 trên báo Tây Online. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đón xem những thông tin trong nước. Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ từ ngày 1 tháng 4, tiếp nhận hiện vật liệt sĩ hy sinh trong vụ công bố tại Đắk Lắk. Chiều ngày 19 tháng 3, tiếp đoàn doanh nghiệp của Hà Lan do Chủ tịch Liên đoàn Giới chủ và Công nghiệp Hà Lan Ingrid Thyssen dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Hà Lan tận dụng hiệu quả các cơ hội của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Sau khi lãnh đạo các bộ ngành Việt Nam có ý kiến, Thủ tướng ghi nhận và giải đáp các vấn đề mà đoàn doanh nghiệp Hà Lan quan tâm đánh giá cao hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam trong thời gian qua, khẳng định Việt Nam luôn cởi mở chân thành và sẵn sàng lắng nghe tâm tư chia sẻ ý kiến của cộng đồng các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hà Lan. Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắt nếu có và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp nói chung, trong đó có các tập đoàn doanh nghiệp của Hà Lan đến đầu tư thành công bền vững lâu dài ở Việt Nam. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31 chiều ngày 19 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2 năm 2024. Theo báo cáo, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính phủ, hoạt động giám sát của Quốc hội. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ lo lắng về thời gian gần đây vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm chết và bị thương nhiều người, tình hình ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn, đặc biệt là tại Hà Nội. Cử tri và nhân dân cũng lo lắng về giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng, tình trạng khan hiếm nguồn cát xây dựng không đủ cung cho các công trình trọng điểm quốc gia và nhu cầu xây dựng khác làm chi phí đầu tư tăng cao, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình dự án. Tình trạng khai thác cát trái phép ở Hà Nội và một số địa phương diễn biến phức tạp ban dân nguyện kiến nghị ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát bình ổn giá cả hàng hóa thị trường tránh tình trạng mức điều chỉnh tăng lương không theo kịp tăng giá chỉ đạo bộ lao động thương binh và xã hội xem xét tiếp tục thực hiện chi tiền mặt cho đối tượng là người có công với cách mạng nhất là người cao tuổi sống tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở miền núi vùng sâu vùng xa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế có giải pháp hữu hiệu, bảo đảm đầy đủ vật tư, thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Trong phiên họp chiều ngày 19 tháng 3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết về thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, thành lập sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công tỉnh Tiền Giang. Tổng cục thống kê cho biết cơ quan này sẽ tổ chức thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, thời gian điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4. Cuộc điều tra sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp nhằm thu thập thông tin về 7 nội dung chính, mục đích chính của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở, phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030, giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà chính phủ Việt Nam đã cam kết. Cuộc điều tra cũng nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát điều chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024. <laughs> Chiều ngày 19 tháng 3, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 ở hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Cư Yên, tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi lễ, đại diện thân nhân gia đình 6 liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 đã trao những tài liệu hiện vật của các liệt sĩ cho cục công tác đảng và công tác chính trị để lưu giữ trưng bày tại bảo tàng công an nhân dân. Ngoài ra, cục công tác đảng và công tác chính trị cũng tiếp nhận 73 tài liệu hiện vật quý phản ánh về các sự kiện tiêu biểu của công an tỉnh Đắk Lắk từ năm 1986 đến nay những hiện vật sẽ được gìn giữ bảo quản và phát huy cao nhất giá trị để những đóng góp của lực lượng công an nhân dân và sự hy sinh của các liệt sĩ được trường tồn trong dòng chảy lịch sử của lực lượng công an nhân dân. Quý vị và các bạn vừa đón xem những thông tin trong nước, còn bây giờ là phần tin quốc tế nổi bật sẽ có trong ngày. Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia giải trừ vũ khí hạt nhân. EU áp thuế nhập khẩu ngũ cốc từ Nga và Belarus Mỹ và Philippines thắt chặt quan hệ đồng minh. Cuba nhấn mạnh truyền thông chính nghĩa trong thời đại kỹ thuật số. Ngày 18 tháng 3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đi đầu trong việc giải trừ loại vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh sự nguy hiểm của loại vũ khí này. Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, tổng thư ký guterres khẳng định không bao giờ được để xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân vì nó không bao giờ dẫn đến chiến thắng mà chỉ khiến nhân loại phải trả giá biện pháp duy nhất để ngăn chặn điều này là giải trừ vũ khí hạt nhân do đó ông kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đi đầu trong việc từ bỏ loại vũ khí này cũng tại phiên họp, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa bày tỏ cam kết khởi động khuôn khổ đối thoại mới nhằm đàm phán hiệp ước cắt giảm vật liệu phân hạch, hiệp ước đa quốc gia về cấm sản xuất vật liệu hạt nhân làm vũ khí. Sáng kiến là bước đi mới nhằm hiện thực hóa kế hoạch hành động Hiroshima của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida để giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Liên minh châu Âu-EU dự kiến sẽ đánh thuế đối với ngũ cốc nhập khẩu từ Nga và Belarus. Động thái được cho là nhằm xoa dịu một số quốc gia thành viên của khối trong bối cảnh làn sóng biểu tình của nông dân ở nhiều nước châu Âu vẫn tiếp diễn. Theo truyền thông châu Âu, Ủy ban châu Âu trong những ngày tới dự kiến sẽ áp thuế 95 euro, tức hơn 103 đô la Mỹ một tấn đối với ngũ cốc từ Nga và Belarus, đồng thời sẽ áp dụng mức thuế 50% đối với hạt có dầu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh gần đây, nông dân các nước EU đang kêu gọi thay đổi các hạn chế trong khuôn khổ thỏa thuận xanh về ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như kiến nghị các chính phủ áp thuế đối với nông sản nhập khẩu từ Ukraine, vốn được miễn thuế sau khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine năm 2022. Nông dân ở Ba Lan, Hungary và Slovakia cho rằng biện pháp hỗ trợ Kiev khiến nông sản của các nước này mất giá. Đối mặt với tình trạng này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng kêu gọi EU cấm nhập khẩu nông sản của Nga và Belarus. Ngày 19 tháng 3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Philippines kéo dài 2 ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà thảo luận về các biện pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đây là chuyến thăm Philippines thứ hai của ông Lincoln trong chưa đầy hai năm qua và nằm trong khuôn khổ chuyến công du châu Á nhằm củng cố sự hỗ trợ của Mỹ dành cho các đồng minh ở khu vực. Tại cuộc họp báo ở Manila, ngoại trưởng Lincoln đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Philippines cùng các cam kết trong hiệp ước quốc phòng chung giữa hai nước. Ngoài ra, ông cũng ca ngợi ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn ở Philippines. Về phần mình, ngoại trưởng nước chủ nhà Enrique Manalo cho rằng thách thức hiện nay là làm thế nào để duy trì và thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác và đồng minh giữa Manila và Washington. Dự kiến trong ngày 19 tháng 3, ông Blinken cũng sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của Mỹ, Philippines và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc gặp ba bên ở Washington vào tháng sau. Hàng trăm chuyên gia Cuba và quốc tế đã tập trung tại buổi tòa đàm Batoria lần thứ ba diễn ra tại thủ đô La Habana của Cuba để trao đổi về những thách thức của truyền thông chính nghĩa trong thời đại kỹ thuật số. Đại sứ nước ta tại Cuba Lê Quang Long cũng tham dự sự kiện. Tham dự hội thảo quốc tế diễn ra nhân dịp ngày báo chí Cuba 14 tháng 3, còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez và đại biểu của 28 quốc gia. Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba Ricardo Ronquido kêu gọi các phong trào cánh tả đoàn kết và kết nối chặt chẽ, đồng thời liên tục cập nhật công nghệ để thúc đẩy tiếng nói tiến bộ đối trọng với truyền thông bá quyền. Theo ông Bronquido, Cuba không ngừng nỗ lực để bảo vệ các nguyên tắc của cách mạng và chống lại những thông tin sai lệch. Học giả tại hội thảo đã cảnh báo về những tác động của chủ nghĩa thực dân văn hóa và nhấn mạnh tầm quan trọng của tòa đàm Patria trong bối cảnh thế giới hỗn loạn. Diễn ra song song với Hội trợ Công nghệ Thông tin 2024, tòa đàm Patria năm nay là dịp để các nhà truyền thông Mỹ Latin và thế giới gặp gỡ để cùng nhìn nhận về tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ vào sáng tạo nội dung quý vị và các bạn vừa xem xong phần điểm lại những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày hôm nay trên báo tây ninh online quý vị có thể theo dõi lại nội dung chương trình này trên trang youtube facebook và các hạ tầng khác của báo tây ninh rất vui khi nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại